Sam chính thức lên tiếng nói rõ mối quan hệ với ông trùm showbiz Việt và tin ăn chặn từ thiện. Giữa ồn ào có mối quan hệ thân mật với Kalerman và có hành vi khuất tất trong việc kêu gọi tiền từ thiện, Sam đã chính thức lên tiếng đính chính mọi chuyện, nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Những ngày gần đây, Sam là cái tên được cộng đồng mạng réo gọi không ngừng với tin đồn cặp kè với Kalerman ông chủ Điền Quân. Cũng từ đây, hàng loạt clip cũ có sự xuất hiện của cô nàng cùng Kalerman bất ngờ bị đào lại cùng loạt bình luận mỉa mai với lời lẽ tiêu cực. Trước tình huống này, mọi động thái của nữ diễn viên đều được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Mới đây nhất, tối ngày 28 tháng 10, cư dân mạng được phen nháo nhào khi Sam chính thức lên tiếng phản hồi về hàng loạt tin tức gây xôn xao mạng xã hội trong thời gian qua, bao gồm cả vấn đề kêu gọi từ thiện, mối quan hệ với ông chủ Điền Quân cũng như việc bị Nathan Lee bóc trần về thái độ làm việc. Trên trang fanpage chính thức, nữ diễn viên cho biết cô buộc phải lên tiếng vì những tin tức tiêu cực, vu khống được lan truyền không ngừng gây ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân cũng như gia đình. Theo đó, trước tin đồn cho rằng anh Nathan Lee nói Sam làm việc sai trái, không đúng đạo đức, cô đã bức xúc cho biết. Sam và anh Nathan Lee trước giờ chưa từng làm việc với nhau. Sam luôn tôn trọng sự thẳng thắn, cá tính cũng như tài năng âm nhạc của anh Nathan Lee. Ngay khi thông tin này xuất hiện, ekip của Sam đã liên hệ với anh Nathan Lee để hỏi về câu chuyện. Anh Lee trả lời rằng bình luận trên Facebook của anh không liên quan gì Sam. Anh Lee nhắc đến chuyện khác nhưng đã bị cắt ghép, vu khống với ý xấu về Sam. Sam xin được đính kèm tin nhắn của anh Nathan Lee và người trong ekip của Sam. Một lần nữa, Sam khẳng định Sam không làm việc sai trái, thiếu đạo đức như lời đồn thổi. Tất cả những lời vu khống, bịa đặt nhắm vào Sam đều không đúng. Về mối quan hệ với ông chủ Điền Quân, cô nàng đã giải thích chi tiết. Sam là một nghệ sĩ, Sam đang hoạt động bằng công việc diễn viên, MC. Việc thường xuyên nhận show diễn từ công ty Điền Quân là điều rất may mắn với Sam. Ngoài Điền Quân, Sam còn hợp tác với nhiều công ty để sản xuất những chương trình khác nữa. Khi ra trường quay, Sam luôn cố gắng chăm chỉ và cống hiến hết mình với công việc, chỉ mong mang đến niềm vui và những giá trị tinh thần cho quý khán giả yêu thương mình. Ngoài ra, Sam không có bất cứ mối quan hệ vượt quá giới hạn nào với anh Bửu Điền. Khi các bạn đặt điều như thế, đang ảnh hưởng đến danh dự của cả gia đình Sam và gia đình anh ấy, và phủ nhận những nỗ lực của Sam với nghề. Sam chỉ là nghệ sĩ hợp tác với công ty Điền Quân như bất kỳ nghệ sĩ nào khác. Sam là con gái, danh dự và nhân phẩm của một người con gái không phải để các bạn mang ra đùa cợt câu view như thế. Hãy tôn trọng phụ nữ như cách mà các bạn muốn người khác tôn trọng chính mình, hoặc người phụ nữ quan trọng của mình. Một lần nữa, đừng vu khống cho Sam. Những lời vu khống độc ác được viết ra có thể làm tổn thương đến rất nhiều người. Cũng trong bài đăng này, nữ MC lên tiếng nói rõ về lý do xóa bài kêu gọi từ thiện, khẳng định từng tung sao kê. Cuối cùng, Sam cho biết cô thực sự tổn thương khi tên tuổi của mình liên tục bị gắn với quá nhiều điều sai trái nhằm mục đích câu view. Thay cho lời kết, cô hy vọng mọi ồn ào sẽ chấm dứt tại đây và mong khán giả sẽ thôi những hành động công kích. Ngay lập tức, những chia sẻ của cô nàng đã liên tục được chia sẻ và nhận được vô số ý kiến từ cộng đồng mạng.